9 triệu cắt lại. Cắt lại để làm việc khác đúng không? Đó. Rồi. Em tăng luôn lên cho chị 1 tỷ, tỷ rưỡi thế nào? Tăng luôn để mình tính mà. Là 1 tỷ tư đi, 1 tỷ tư đi. Đang sửa lại 1 tỷ tư. Một tỷ ba năm mươi cho nó vừa ý con số để mình dễ tính đúng không? Rồi được rồi đó. Nếu như mình mua 1 tỷ 350 thì phí đóng của mình là bao nhiêu mọi người? Một tỷ không trăm bốn mươi 850. Chưa bao giờ biết cái con số đi trong cái sổ của mình nên là nó hơi hoang mang xíu. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem một cái phương án. Khách hàng mua mệnh giá 1 tỷ 350 đóng 1 năm 5 năm đáo hạn thì người ta đóng là 1 tỷ 040 ngàn. Sau 5 năm người ta nhận về bao nhiêu ạ? Đó là người ta nhận được bao nhiêu mọi người? Là 1 tỷ 350 3 triệu. Người ta lãi được bao nhiêu mọi người? 310 triệu đúng không ạ? Ở đây người ta lãi được bao nhiêu ạ? 350 triệu đúng mọi người. Nhưng mà bây giờ mình tính nha. Mọi người xem thử trong hai cái trường hợp này cái nào lợi hơn mọi người? Cái nào lợi hơn mọi người? Bảo hiểm. Ở đây nè, người ta bỏ vào 1 tỷ đúng mọi người. Một năm người ta lãi được 70 triệu. Đúng không? Ở đây người ta bỏ vào cả tầm 1 tỷ. Thế 310 mình chia cho 5 năm thì bao nhiêu đây ạ? 62 triệu. Đó. Thì chúng ta ít hơn một xí nhưng mà mọi người thấy nè. Cái mức bảo vệ của cái sản phẩm này nè. Đây. Đây này mọi người. Quyền lợi tử vong nè. Do bệnh nha mọi người. Ở năm thứ nhất là người ta nhận được bao nhiêu ạ? 1 tỷ 144 triệu. Năm thứ hai 1 tỷ 249. Năm thứ ba và năm thứ tư. Nhưng mà nếu tử vong do tai nạn thì họ nhận bao nhiêu ạ? Gấp đôi. Cái này cộng thêm 1 tỷ 350. Cái này cộng thêm 1 tỷ 350. Đúng không mọi người? Đó. Thì bây giờ mình cho họ một cái phương án. Và cho một cái phương án đó ạ. Nếu như họ bỏ tiền vô ngân hàng thì chỉ là một cái hình thức 1 tỷ, sau khi họ nhận về 1 tỷ 350 thôi. Đúng không? Trong vòng 5 năm, rủi ro gì xảy ra tôi nhận về cái tiền 1 tỷ cộng với cái lãi này thôi. Bây giờ gửi hàng năm, và ví dụ như là xảy ra một cái bất trắc gì đó, họ đem về được bao nhiêu ạ? Con họ đem về được bao nhiêu ạ? Đúng cái số tiền họ đóng cộng thêm một cái khoản lãi thì đúng mọi người. Nhưng mà ở bên này cũng là 1 tỷ, nhưng mà nếu như mà cái bất trắc xảy ra gì họ phải đem về cái số tiền gấp đôi, gấp ba rồi đúng không mọi người? Đúng không ạ? Đó, thành ra là mọi người có thể là đi làm cái bài toán kinh tế này cho người ta. Đi làm một cái bài toán kinh tế này cho người ta đối với những cái người có tiền. Đó, thì bây giờ thay vì cái việc là họ có 1 tỷ họ bỏ hết vào ngân hàng thì có thể là người ta bỏ 500 triệu vào ngân hàng, còn 500 triệu người ta mua bảo hiểm được không mọi người? Được không ạ? Mình chia rõ vào nhiều rổ đúng không? Chứ còn bây giờ mà mình cứ đem một cái bài toán là ông có 1 tỷ ông không gửi ngân hàng, có một có 1 tỷ ông gửi tiết ông mua bảo hiểm thì mình so sánh như đó nó hơi khập khiễng một xíu. Nhưng mà chúng ta có thể nói là ông có 1 tỷ ông bỏ 500 vô trong ngân hàng của ông đi, còn 500 ông chia ra khỏi bảo hiểm đi. Hai cái lợi ích nó cũng là 1 8 1 10. Bảo hiểm thì xét về cái mặt lãi suất thì nó không bằng được bên này đúng không mọi người? Nó chỉ bằng 8 thôi, bên này là 10 thì bên kia là 8 thôi. Nhưng mà xét về cái mặt bảo vệ rủi ro, đúng mọi người, xét về cái mặt bảo vệ rủi ro thì bản thân khách hàng họ sẽ nhìn thấy được những cái lợi ích rồi đó. Thì
Trang tin chắc rằng ở trong văn phòng của mình thì có rất là nhiều anh chị thì có những cái nguồn khách hàng mà có tiền đó. Nếu như mà mình